Ngày 20 tháng 10 tại Hà Nội, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị biểu dương người nộp thuế tiêu biểu giai đoạn 2020-2022. Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG vinh dự được biểu dương về những đóng góp tích cực cho nguồn thu ngân sách nhà nước trong giai đoạn này. 138 doanh nghiệp, người nộp thuế được biểu dương là những đơn vị cá nhân đã có ý thức chấp hành pháp luật thuế tốt, có đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước, triển khai tốt các chương trình chuyển đổi số trong giai đoạn 2020-2022. Với những nỗ lực quyết tâm cao, giai đoạn 2020-2022, công ty đã khẳng định bản lĩnh vững vàng khi gặt hái được những thành công vượt trội về kết quả sản xuất kinh doanh. Tiêu biểu năm 2022, doanh thu của TNG đạt trên 6.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 293 tỷ đồng. Đặc biệt, TNG luôn duy trì vị trí là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước. Giai đoạn 2020-2022, công ty nộp ngân sách nhà nước gần 200 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 17.000 lao động mỗi năm, từ đó đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.